Hello, đến kênh vlog nha. Ở đây hôm nay mình cầu quan nha. Là hôm nay vườn Út ổng kéo lưới dính dính gì vô. Trời ơi, dính một bao cá mè luôn á vườn Út. Con lội luôn nè. Trời ơi, rồi dính à, dính gì ổng nó không có con nào. Đục con đó. Đó, dính cá gì mà ổng nó con nào. Ở đó con nguyên bao đi vô. Mày con hả? Trong bao chục con kìa. Một chục con đi, chục hai chục con. Rồi tí xíu con quay là con đăng lên con bắt cá không sao nha. Đi bắt sao vậy? Dạ, giờ con chạy đi bắt không sao. Hôm nay là con đăng kênh là con làm hôm nay là con nghĩ là bắt cá bông sao mà gặp Dương Út rồi bắt dính cá mẹ quay luôn. Không sao đâu. Không sao chứ này. Xuống dưới tí xíu mò tôm bắt cá không sao. Là một được không em? Dưỡng Út phát tay cái công chụp hình cái anh đưa tay lên chụp hình rồi ok.